Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2023, lễ thánh anh Bạch Tô Cả, giám mục tiến sĩ. Thứ tư, tuần thứ 32 mùa thường niên. Trích sách khôn ngoan, hỡi các vua chúa, hãy nghe và hãy hiểu, hỡi các thủ lãnh trần gian, hãy học biết hỏi các vị lãnh đạo quần chúng các ngươi kiêu hãnh vì dân các ngươi đông đảo xin lắng nghe quyền bính của các ngươi là do chúa ban và uy lực của các ngươi cũng do đấng tối cao người sẽ chất vấn mọi hành động và kiểm soát những tư tưởng các ngươi vì nếu các ngươi là những quản lý nước chúa mà không xét sự công minh không giữ luật công bình không sống theo thánh ý Thiên Chúa, thì người sẽ xuất hiện trên các ngươi cách kinh hoàng, mau lẹ. Vì đối với những kẻ cầm quyền, người sẽ xét xử nghiêm nhặt. Đối với những kẻ thấp hèn, thì người sẽ thương xót. Còn những người quyền thế, người sẽ lấy quyền thế mà trừng trị. Thiên Chúa không lùi bước trước mặt ai, chẳng sợ chất bậc nào vì kẻ hèn, người sang đều do chính người tác tạo và người săn sóc tất cả đồng đều nhưng người sẽ xét xử nghiêm nhặt hạng quyền thế. Vậy hỡi các vua chúa, đây là lời ta nói với các ngươi để các ngươi học biết sự khôn ngoan và khỏi xa ngã. Vì chừng những ai kính cẩn nắm giữ những điều công chính sẽ nên người công chính và những ai học hỏi các điều này sẽ biết cách trả lời. Vậy các ngươi hãy say mến lời ta Thì các ngươi sẽ được giáo huấn Đó là lời chúa Ta ơn chúa Ôi thiên chúa Xin chúa đứng lên xét xử địa cầu Hãy bầu chữa kẻ bị ớt và người phẫn nho, Hãy bên vơ quyền lợi người khôn khó và kẻ cơ hàng hay cứu chữa người bị áp bức và kẻ bần cùng hãy giải thoát họ khỏi bàn tay đưa ác. ôi thiên chúa xin chúa đứng lên xét sự địa cầu ta đã nói các ngươi là những bậc chúa tê và hay thay các ngươi là con đấng tôi cao tuy nhiên cũng như người ta các ngươi sẽ chết cũng như một quân vương nào đó các ngươi sẽ té nhào ôi thiên chúa xin chúa đứng lên xét xử địa cầu Alleluia, Alleluia. Anh em hãy đón nhận lời Chúa, không phải như lời của loài người, mà là như lời của Thiên Chúa và đất thật là thế. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Chúa Giêsu đi lên Jerusalem người đi qua biên giới Samaria và Galilea khi người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đằng xa họ cất tiếng thưa rằng lạy thầy Giê-xu xin thương xót chúng tôi thấy họ người bảo họ rằng các người hãy đi trình diện với các tư tế trong lúc họ đi đường họ được lành sạch một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến rắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả mọi người được lành sạch sao? Còn chính người kia đâu không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại này? rồi người bảo kẻ rằng người hãy đứng dậy mà về về lòng tin của ngươi đã cứu chữa người đó là lời chua, chúa lạy chúa Kitô ngợi khen chúa Thở hơn thế nào cho xứng Đức Giêsu nói không phải cả mười người đều được sạch sao thế thì chính người kia đâu sao không thấy họ trở lại thông vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Luca chương 17 câu 17 đến 18. Suy niệm: Chúa Giêsu chữa lành cho 10 người phong cùi mà không phân biệt họ là người Do Thái hay ngoại giáo. Ngài ban ơn cho họ không phải vì họ tốt hay xấu mà chỉ vì Ngài chạnh lòng xúc thương. Ngài ngạc nhiên bởi vì chỉ có một người quay lại tạ ơn chúa mà đó lại là một người xứ samari một người ngoại giáo chúa không đòi họ phải tạ ơn chúa nhưng ngài lấy làm tiếc cho những kẻ vô ơn vì họ không nhận ra đấng cứu chữa họ là ai để rồi bắt hụt ngài không tiếc sao được khi mà nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy Nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe Mắt theo chương 13 câu 17 Mời bạn hàng ngày bạn lãnh nhận biết bao ân lành từ Thiên Chúa Nhưng được bao nhiêu lần bạn dừng lại để tạ ơn Ngài đều rằng bạn có đang nghĩ về Ngài như một vị thần Để đáp ứng những nhu cầu đời sống của bạn Nếu chỉ có thế thì thật tiếc vì bạn bắt gục Ngài là đấng yêu thương bạn, muốn ban cho bạn nhiều hơn nữa. Đó là cho bạn được kết hợp với Ngài, được cả nước trời làm gia nghiệp, sống lời Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ, vì đó là lễ tạ ơn đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Cầu nguyện, lạy Chúa, biết rằng lời tạ ơn của chúng con chẳng làm tăng thêm vinh quang của Chúa, nhưng nhờ tạ ơn mà chúng con thêm gần gũi và gắn bó mật thiết với Chúa. Xin cho con biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh vì ý thức rằng tất cả là hồng ân. Amen. Rất suy niệm lời Chúa hàng ngày. Xuống núi Có hai vị thiền sư vừa xuống núi. Họ đi vào trong một con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt đã khiến một thiếu nữ xinh đẹp không thể băng qua ngã tư lầy lội được. Lập tức, một trong hai vị thiền sư đến bồng người thiếu nữ trên tay và đưa qua đường vị sư khác lấy làm khó chịu nên không mở miệng nói với bạn mình một lời mãi một lúc sau không còn nhịn được nữa ông ta mới lên tiếng chúng ta là người tu hành không được phép gần đàn bà nhất là những cô gái đẹp sao anh lại bồng đàn bà trên tay vị sư đã bồng người thiếu nữ trên tay mỉm cười đáp Tôi đã bỏ cô ta tại chỗ rồi, còn anh sao cứ mãi mang cô ta tới đây? Chúa Giêsu đã nói, chính từ lòng người mới xuất phát mọi tội ác. Sự hoán cải đích thực chính là hoán cải nội tâm. Tất cả những thực hành đạo đức bên ngoài, nếu không đi cùng một ý hướng nghe lành và một tâm hồn sám hối thực sự thì chỉ là trò giả hình. Bài trích sách lẽ sống